Đây là đơn hàng của một bạn khách xin được giấu tên. Bạn ở Hà Nội, bạn có đặt ở bên Shop một đơn hàng đồ dùng học tập trị giá 955.000. Bạn có yêu cầu Shop quay video gói hàng cho bạn. Và sau đây là những mặt hàng mà bạn đã đặt. Đầu tiên là 10 tập phân trang. Combo 30 tập giấy nhớ các loại. Đủ màu sắc, đủ kiểu, đủ hình. Đen. Với đơn hàng của bạn, sẽ tặng thêm cho bạn 5 ruột bút. Tặng thêm cho bạn 2 cây bút, 3 cục tẩy. Giờ sau sẽ tiến hành gói hàng cho bạn. Bạn có thể sử dụng mã vận đơn tra trên trang Vietnambot để biết đơn hàng của mình đi đến đâu rồi. Như vậy là Shop đã gói hàng xong cho bạn khách giấu tên. Shop cảm ơn bạn đã ủng hộ Shop. Bạn nào đặt hàng liên hệ với Shop theo số điện thoại 0362873398 hoặc xem phần mô tả dưới video các bạn nhé.